Xin chào các bạn khán giả thân thương của i Việt Nam. Các bạn thân mến, ở thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt như bao quốc gia khác. Để ứng phó với đại dịch, nhà nước ta đã tổ chức nhiều đợt tiêm vaccine cho người dân. Mới đây, vào ngày 13 tháng 7, Bộ Y tế đã phân bổ 11 đợt vaccine với tổng số 8.166.800 liều cho các đơn vị và đến nay, dự kiến có khoảng 124 triệu liều từ các nguồn khác nhau cam kết cung ứng cho Việt Nam. Nước ta đã và đang để người dân được tiếp cận vaccine. Vậy nhưng tỷ lệ những người được tiêm ở Việt Nam vẫn đang thấp nhất Đông Nam Á. Lúc này thắc mắc được đặt ra là tại sao có những thông tin nói Việt Nam đã tự sản xuất được vaccine, quỹ tiền tệ huy động lớn. Thêm nữa, còn lọt top những nước có nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á mà tỷ lệ tiêm vẫn thấp như vậy. Hay những thông tin ấy chỉ là thổi phồng bằng những lời hòa mỹ để che đậy cho sự thật rằng nước ta là một nước nghèo nên mới không đủ điều kiện nhập vaccine tiêm cho người dân. Và để biết được nguyên do phía sau, các bạn hãy cùng i Việt Nam tìm hiểu nhé! Các trang mạng xã hội của Việt Nam trong những ngày gần đây thường xuyên chia sẻ hình ảnh những chiến sĩ áo trắng mang trên mình bộ đồ bảo hộ, cảnh các doanh nghiệp đóng cửa, hàng ngàn công nhân phải giam mình trong các khu cách ly tập trung, xa gia đình, không có thu nhập và cả những hình ảnh người dân tại các tỉnh thành lo lắng F0 đang ở trong cộng đồng, v.v. Qua những thông tin đó, rất nhiều ý kiến cho rằng lẽ ra cả hệ thống y tế, doanh nghiệp và người dân Việt Nam không phải oằn mình như vậy nếu như chính phủ tập trung, dồn lực như khẩu hiệu, chống dịch như chống giặc vào cuộc chiến tìm mua vaccine ngừa COVID-19. Đối với các quốc gia phát triển trên thế giới, việc tiêm vaccine cho người dân được đẩy mạnh tuyệt đối. Theo biểu đồ số lượng tiêm chủng COVID-19 trên toàn cầu, tại Canada đã có 68,86% dân số được tiêm chủng, Bỉ 64,29%, Mỹ 54,63% và Pháp 51,37%. Theo thống kê của trang Our World in Data, Việt Nam hiện đang là quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine chống COVID-19 thấp nhất trong các nước ASEAN. Tính đến cuối tháng 5, cả nước mới tiêm được 1,03 triệu liều, tương đương với khoảng 1,06% dân số đã được tiêm, trong khi tỷ lệ này của Singapore là 36,1%, Campuchia 14,1% và Lào 8,45%, hay ở Myanmar, một quốc gia đang có những bất ổn về chính trị, cũng đã có tới 3,26% dân số đã được tiêm chủng. Tính trên toàn thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm 30 quốc gia có tỷ lệ dân số được tiêm vaccine thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, số lượng người Việt Nam được tiêm vaccine ít hơn các nước khác không phải vì ta nghèo nên không có tiền mua vaccine, mà tất cả đều có lý do của nó. Thứ nhất, do dân số của Việt Nam đông nên việc tiêm chủng hết cho toàn bộ người dân cần phải có thời gian, không thể thực hiện trong một sớm một chiều được. Việc tiêm chủng phải dựa trên nhiều phương diện, áp dụng đối với nhiều nhóm người có nguy cơ lây nhiễm khác nhau. Trong kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Bộ Y tế đã đưa ra 16 nhóm đối tượng được tiêm chủng và 4 nhóm tỉnh, thành phố được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Chiến dịch tiêm chủng lần này phải được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc, bao gồm cả các đơn vị y tế, công lập và tư nhân, các đơn vị trong và ngoài ngành y tế. Trong kế hoạch này, Bộ Y tế nêu rõ 16 nhóm đối tượng, trong đó cán bộ y tế, người tham gia công tác phòng dịch, lực lượng công an, quân đội, cán bộ ngoại giao, giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người mắc bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, người sinh sống ở vùng có dịch, người nghèo, các đối tượng chính sách, người bán hàng ăn, buôn bán ở chợ, xây dựng, lao động tự do, người được cơ quan nhà nước cử đi công tác, học tập và lao động ở nước ngoài, các chức sắc, chức việc, các tôn giáo và các đối tượng khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đề xuất của các đơn vị viện trợ vaccine cho Bộ Y tế. Lý do thứ hai, đằng sau việc tỷ lệ người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Việt Nam vẫn đạt mức thấp là vì ở nhà nước và chính phủ ta muốn cân nhắc, chọn lọc thật kỹ về nguồn vaccine để việc tiêm chủng đạt được chất lượng và hiệu quả tốt nhất. Ngày 18 tháng 6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo để nghe Bộ Y tế báo cáo, ra soát chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bổ sung đối tượng ưu tiên tiêm, những vấn đề tìm kiếm, tiếp cận, đàm phán các nguồn vaccine trên thế giới, các dự án nghiên cứu, đầu tư sản xuất vaccine trong nước. Bộ Y tế và các cơ quan thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo một lần nữa nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm vẫn còn tình trạng tranh mua vaccine trên thế giới, nhất là trước tháng 10 năm 2021. Các địa phương, doanh nghiệp phải hết sức cân nhắc, thận trọng khi tiếp cận thông tin về nguồn vaccine. Việt Nam ta cũng vô cùng khôn khéo, nước ta luôn yêu cầu chất lượng phải đặt lên hàng đầu.
Thêm vào đó, có lẽ Việt Nam muốn chờ các quốc gia khác tiêm trước với nhiều nguồn vaccine khác nhau để rồi xem nguồn vaccine nào mới là thực sự hiệu quả nhất. Nước ta cũng tránh đi nước cờ sai lầm như Campuchia hay Malaysia, tin dùng vào một loại vaccine hiệu quả chưa cao của Trung Quốc để rồi vẫn khốn đốn vì đại dịch. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển đã cho rằng vaccine là vấn đề phức tạp, không đơn thuần là vấn đề y tế mà còn là vấn đề chính trị và địa chính trị. Theo ông, một trong những nguyên nhân khiến các nước trong khu vực có trình độ phát triển tương đương hoặc thấp hơn Việt Nam nhưng có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn vì các nước này đã nhận được hàng triệu liều vaccine của Trung Quốc. Hơn nữa, nhìn chung thì trên toàn thế giới và trong khu vực, Việt Nam vẫn đang là một quốc gia có những biện pháp phòng, chống dịch tốt nhất nhằm hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh. Số lượng người nhiễm bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát và hệ thống y tế đủ để chữa bệnh. Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện giải pháp ngăn chặn triệt để nguồn lây nhiễm bên ngoài. Tất cả các trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Hệ thống giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng được duy trì để khoanh vùng, dập dịch ngay lập tức. Năng lực ứng phó với đại dịch tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là đội ngũ y tế trong chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 ở tất cả các tuyến. Việt Nam đã chủ động sản xuất nhiều trang thiết bị y tế, dụng cụ, vật tư y tế, máy thở, thuốc điều trị trong nước. Ban chỉ đạo quốc gia tập trung điều phối hoạt động của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng phòng chống dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, chính vì tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát nên nước ta mới đẩy mạnh việc phòng dịch trước khi tổ chức tiêm chủng. Tuy vậy, Việt Nam vẫn phải ở trong tâm thế hết sức cảnh giác, theo dõi chặt chẽ khi các quốc gia đang phải ứng phó vô cùng vất vả, vẫn luôn hiện hữu nguy cơ có những ca bệnh tại cộng đồng. Thời gian tới, các chuyên gia quốc tế khuyến nghị rằng cần tăng cường hơn nữa các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh dài hạn như mô hình hóa sự lây lan dịch bệnh, đánh giá hệ thống y tế để tìm ra điểm yếu, hạn chế từ đó đầu tư kịp thời, đảm bảo luôn chủ động phòng, chống dịch, ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập bên ngoài, tăng cường giám sát các nhóm nguy cơ. Một lý do có lẽ cũng mấu chốt khiến cho đến giờ tỷ lệ tiêm chủng của nước ta vẫn thấp, đó chính là quỹ vaccine của Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng và cũng còn nhiều bất cập. Trước những tình hình dịch bệnh trên cả nước, ngoài những biện pháp phòng, chống dịch, ngày 26 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Từ đầu tháng 5, cả nước đã chung tay kêu gọi ủng hộ quỹ vaccine, nhưng hiện trạng vẫn còn nhiều bất cập. Tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Gukuk tại Việt Nam, thẳng thắn lên tiếng tại tọa đàm rằng Việt Nam đã chậm so với nhiều nước trên thế giới trong chiến lược vaccine. Theo tiến sĩ Thu Anh, Việt Nam không chỉ chậm trong việc đăng ký mua vaccine, mà còn chậm ở nhiều khâu khác. Bà cũng cho rằng Việt Nam cũng đã xử lý kém nhanh nhạy trước những thông tin cảnh báo ngay từ nửa cuối năm ngoái về nguy cơ chương trình COVAX thiếu vaccine. Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc chương trình Thạc sĩ Chính sách Công Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng một nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc chậm mua được vaccine là Việt Nam chưa kích hoạt cơ chế về tình trạng khẩn cấp, một cơ chế đặc biệt mà một số quốc gia đã từng làm trong đại dịch COVID để trao quyền cho chính phủ thực hiện các chính sách mà thường không được phép làm nhằm bảo vệ sự an toàn của người dân. Có thể hứa hẹn rằng sau khi quyết định chiến lược vaccine thì ta đã có bước chuyển biến chóng mặt. Phát biểu tại sự kiện lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau thời gian chuẩn bị chu đáo, tập huấn kỹ lưỡng, chúng ta chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử với mục tiêu tiêm cho khoảng 75 triệu người với 150 triệu mũi tiêm trong nửa cuối của năm 2021 và đầu năm 2022. Đây là một sự cố gắng rất lớn. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, khẳng định thông điệp, quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân Việt Nam trong kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và đưa đất nước trở lại bình thường để phát triển theo mục tiêu Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh, sức khỏe của nhân dân là quan trọng nhất, là trên hết, trước hết. Thủ tướng khẳng định, để thực hiện chiến lược vaccine, chăm lo dài hạn cho sức khỏe của nhân dân, Đảng và Nhà nước sẽ thực hiện mục tiêu đẩy mạnh sản xuất trong nước và nhập khẩu để có đủ nguồn vaccine hàng năm. Tuy ở Việt Nam, nhiều người dân vẫn chưa được tiêm vaccine, nhưng ta có thể tự hào mà khẳng định nước mình vẫn là một trong số các quốc gia kiểm soát tình hình dịch bệnh tốt với số ca tử vong thấp hơn hẳn các quốc gia khác. Song song với việc chống dịch, nhà nước và chính phủ ta cũng đang dốc hết sức giúp toàn bộ nhân dân sớm được tiếp cận với nguồn vaccine chất lượng mà có lẽ trong thời gian gần nhất sẽ là nguồn vaccine do chính Việt Nam sản xuất ra.
Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của Ai Việt Nam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn Ai Việt Nam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!